Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tạp chí Ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, tích cực khởi sắc, đó là những cụm từ phản ánh bức tranh lợi nhuận của ngành ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2018. Từ các ngân hàng thương mại tầm trung tới các ngân hàng thương mại lớn, lợi nhuận đều có sự bứt phá so với cùng kỳ của năm ngoái, bất chấp tín dụng nửa đầu năm chỉ đạt mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Vậy đâu là động lực cho sự tăng trưởng lợi nhuận của ngành ngân hàng trong nửa đầu năm 2018 này? Triển vọng nào cho bức tranh lợi nhuận của nửa cuối năm? Chuyên đề tạp chí ngân hàng tuần này với chủ đề Lợi nhuận ngân hàng khởi sắc, động lực từ đâu sẽ giúp quý vị có cái nhìn đa chiều về tất cả những vấn đề trên. Mời quý vị cùng theo dõi và trước tiên mời quý vị cùng đến với kết quả lợi nhuận của ngành ngân hàng trong 6 tháng đầu năm qua, phóng sự tổng hợp ngay sau đây. Hơn 7.700 tỷ là lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2018 của Ngân hàng Vietcombank, tăng 52,7% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 55,2% kế hoạch cả năm. Với kết quả này, Vietcombank đang là ngân hàng đi đầu bảng về lợi nhuận toàn ngành. Hai ngân hàng thương mại nhà nước là BIDV và Vietinbank tăng trưởng lần lượt là 36,4% và 8% so với cùng kỳ. Các ngân hàng thương mại cổ phần như VIB có lãi trước thuế hơn 1.150 tỷ đồng, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2017. Bắc Á Banh lợi nhuận trước thuế tăng 47%, MB Bank tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù lỗ trong quý 2 33,5 tỷ đồng, ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt Việt Capital Bank lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này vẫn cao gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước và bằng gần 67% kế hoạch năm trong 6 tháng đầu năm. Ngân hàng Quốc dân NCB quý 2 chỉ ghi nhận con số lãi khá khiêm tốn 2,2 tỷ đồng, song lũy kế 6 tháng vẫn tăng trưởng tới 92% so với cùng kỳ năm ngoái. Vâng, thưa quý vị, bức tranh lợi nhuận vẫn tăng trưởng cao trong nửa đầu năm, dù lĩnh vực tín dụng, lĩnh vực đầu tàu của ngành ngân hàng đã tăng trưởng chậm lại trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên thì nếu xét về tỷ trọng, thu từ tín dụng hiện vẫn đang chiếm tới 80% lợi nhuận của các ngân hàng thương mại, bởi chất lượng cho vay có sự cải thiện đáng kể, nợ xấu chuyển biến tích cực. 7,88% là mức tăng trưởng tín dụng tính đến hết tháng 6 năm 2018 theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước. Đây cũng là mức tăng thấp nhất trong vòng 3 năm vừa qua. Cùng kỳ năm 2016, tăng trưởng tín dụng đạt 8,21%, năm 2017 là 9,06%. Mặc dù không có đóng góp nhiều vào tăng trưởng lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm 2018, nhưng lĩnh vực tín dụng hiện vẫn đang chiếm tới 80% nguồn thu của các ngân hàng thương mại, cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của nhiều quốc gia khác. Tính tới thời điểm hiện nay, dư nợ cho vay toàn nền kinh tế đã lên tới 6,7 đến 6,8 triệu tỷ đồng, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Hoạt động cho vay của các ngân hàng Việt Nam thì ở mức trung bình nó rơi vào khoảng 80 đến 85% cho toàn ngành. Như vậy nó đóng góp một cái tỷ lệ thu nhập đáng kể, nhưng tuy nhiên nó đang có xu hướng giảm đi. Tiêu chuẩn chung của hoạt động ngân hàng trên thế giới thì hoạt động cung cấp các cái dịch vụ và sản phẩm dịch vụ thường chiếm khoảng 40 đến 50% doanh thu của toàn ngành. Các bạn có thấy rõ ràng là cái tỷ lệ tín dụng của ngành ngân hàng Việt Nam khá cao, do cái việc là cái nhu cầu trước đây vài năm trước đây của người dân ấy thì không có xu hướng sử dụng đa nhiều dịch vụ tài chính. Tăng trưởng thấp song chất lượng tín dụng đã và đang được các ngân hàng chú trọng cũng là cơ sở để lợi nhuận tăng trưởng trong nửa đầu năm qua. Chất lượng tín dụng được cải thiện đồng nghĩa với những rủi ro cho vay cũng phần nào được hạn chế. Từ đó các ngân hàng thu hồi được cả gốc và lãi, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đó là các ngân hàng cũng thực sự quan tâm đến chất lượng tín dụng trong các cái khoản cho vay ra, cũng như là làm sao là những khoản đã cho vay trước đây thì làm sao cố gắng thu hồi được. Và một khi là cho vay thu hồi được gốc và lãi thì cũng tạo ra cái lợi nhuận cho ngân hàng. Bên cạnh đó, công tác xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ nợ xấu của toàn ngành ngân hàng đã giảm từ 3,61% vào cuối năm 2013 xuống 2,18% hiện nay. Trong đó, nợ xấu xử lý qua VAMC đến 30 tháng 6 năm 2018 đạt 310.517 tỷ đồng theo dư nợ gốc nội bảng, ước tính đạt trên 40% tổng nợ xấu được xử lý. VAMC cũng đã phối hợp với các tổ chức tín dụng thu hồi được gần 100.000 tỷ đồng. Trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản nợ xấu của các ngân hàng thương mại cũng không còn lớn như giai đoạn trước đây. Trên cơ sở đó, các tổ chức tín dụng dự kiến đến cuối năm 2018, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng có thể giữ ở mức thấp và hầu hết nhóm các tổ chức tín dụng dự kiến tỷ lệ nợ xấu thấp hơn so với cuối năm trước. Cái nợ xấu tiềm ẩn
cũng như là nợ xấu tồn tại từ trước đã được xử lý khá tốt, một cách hiệu quả thông qua các kênh của VMC cũng như là các ngân hàng thương mại, họ chủ động trong việc thu hồi nợ xấu. Chính vì vậy mà cái trích lập dự phòng nợ xấu là giảm so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt giảm hơn rất nhiều so với cái giai đoạn 2011-2015. Chính vì vậy mà dẫn đến cái chi phí của ngân hàng trong việc cái trích lập dự phòng nợ xấu là giảm và dẫn đến cái lợi nhuận của ngân hàng là được cải thiện so với năm trước. Dự kiến trong thời gian tới, 76,1% các tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ cải thiện trong quý 3 năm 2018 và 88% các tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2018 của đơn vị tăng trưởng dương so với năm 2017, với lợi nhuận toàn hệ thống tăng bình quân 19,05% trong năm 2018. Bên cạnh sự chuyển biến trong lĩnh vực tín dụng, một điểm đáng lưu ý trong bức tranh lợi nhuận của nửa đầu năm nay còn là sự gia tăng doanh thu về phí và dịch vụ của các ngân hàng thương mại. Dù nhiều ngân hàng không tăng phí dịch vụ, song lợi nhuận từ hoạt động này vẫn có sự tăng trưởng mạnh. Có những ngân hàng tăng tới gần 200%. Đây cũng được đánh giá là động thái tích cực trong bức tranh lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018. Mời quý vị cùng đến với phóng sự ngay sau đây để có thêm thông tin chi tiết. Không tăng bất kỳ loại phí rút tiền hay chuyển tiền nào từ đầu năm, nhưng doanh thu từ phí và dịch vụ của ngân hàng này vẫn tăng đến 50%, thu về gần 1.000 tỷ đồng. Câu trả lời nằm ở những bàn tư vấn dịch vụ được đặt ngay trước cửa mỗi phòng giao dịch. Khách hàng đến gửi rút tiền có thể sẽ mua luôn gói bảo hiểm tại ngân hàng. Khi mà khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ hơn, tôi nói ví dụ như các dịch vụ bảo hiểm và đầu tư ấy, thì những cái phí được trả không phải là do khách hàng trả mà do các cái nhà cung cấp dịch vụ trả cho ngân hàng, vì họ đã sử dụng các kênh bán hàng của ngân hàng, thì do đó làm tăng thu nhập của ngân hàng lên chứ không phải do khách hàng phải trả thêm phí ở các cái sản phẩm nữa. Thống kê từ kết quả kinh doanh của 10 ngân hàng, lãi từ dịch vụ tăng trung bình 33%, riêng ở HD Bank tăng trên 170%, VIB cũng tăng gần 90%. Đa dạng hóa nguồn thu ngoài tín dụng là hướng đi chung của các ngân hàng thương mại. Đây cũng là cơ sở để các ngân hàng gia tăng lợi nhuận trong nửa đầu năm 2018. Trong năm nay thì chúng tôi đẩy mạnh rất nhiều về thu phí, chúng tôi đẩy mạnh rất nhiều về bank assurance và tôi nghĩ rằng đấy cũng là nguồn thu khá lớn cho ngân hàng. Bởi vì các bạn cũng hiểu rằng room tăng trưởng tín dụng nó không có nhiều, cho nên chúng tôi sẽ phải chọn cái phân khúc nào mà nó đem lại lợi nhuận cho ngân hàng nhiều hơn. Và đặc biệt là chúng ta đang tiếp cận các cái công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thanh toán hay là các cái công cụ mới của ngân hàng có thể cung cấp đa số các dịch vụ trên nền tảng về công nghệ 4.0. Thì do đó thì cái nhu cầu sử dụng các cái dịch vụ nó tăng lên, thì các ngân hàng phải chấp cái cơ hội này để đầu tư. Và trên cơ sở đó thì ngoài những việc cung cấp đa dạng và đầy đủ cho khách hàng các cái gói dịch vụ khác nhau, thì do đó chúng tôi có thể đa dạng hóa được cái khoản thu, các cái doanh thu ngoài lãi, giảm cái phụ thuộc hoàn toàn vào tín dụng. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, việc giảm dần tỷ trọng thu từ tín dụng, tăng thu nhập ngoài lãi, đây là xu hướng cần thiết và mang tính tất yếu đang được các ngân hàng thương mại hướng tới khi room về tăng trưởng tín dụng được ngân hàng nhà nước kiểm soát. Nền kinh tế vẫn đối mặt với rất nhiều rủi ro. Khi mà cái nền kinh tế phát triển cũng như là ngành ngân hàng cũng như là các cái ngành khác phát triển thì đòi hỏi là cái dịch vụ, tính chuyên sâu trong hoạt động của cung cấp dịch vụ của ngân hàng, và như vậy thì với cái việc gia tăng cái dịch vụ, phí dịch vụ thì ngân hàng sẽ phục vụ tốt hơn cái nhu cầu của doanh nghiệp cũng như là cái hệ thống của người dân. Cũng là nhờ cái thị trường tài chính ngân hàng của Việt Nam chúng ta thời gian vừa qua phát triển khá là tốt. Vì thế có nhiều cái sản phẩm dịch vụ mới đã ra đời, chẳng hạn như là liên quan đến các dịch vụ về ngân hàng số, rồi bán chéo sản phẩm giữa ngân hàng với bảo hiểm, rồi các dịch vụ tư vấn, dịch vụ về thẻ nó cũng đa dạng hơn, dùng QR code chẳng hạn. Đấy, tóm lại là gì, là có nhiều cái dịch vụ mới đã được ra đời trong thời gian vừa qua và ngành ngân hàng cũng đã tận dụng cái xu thế đó để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời cũng tăng cái nguồn thu từ hoạt động dịch vụ. Sự chuyển dịch trong cơ cấu lợi nhuận của các ngân hàng cũng là cơ sở để các ngân hàng tăng trưởng bền vững hơn trong tương lai. Các ngân hàng đều từng bước mở rộng phát triển các cái kênh dịch vụ phi tín dụng, mà trong đó cái dịch vụ mà gần đây các ngân hàng thực sự quan tâm đó đến là dịch vụ ngân hàng điện tử. Và tôi cho là các cái dịch vụ ngân hàng điện tử có điều kiện phát triển thì cũng tạo điều kiện
cho ngân hàng thu được một cái lượng phí không nhỏ qua dịch vụ này. Và vì thế mà việc là từng bước là cái tỷ trọng thu trong tổng thu của ngân hàng nó có cái xu hướng giảm ở khía cạnh này nhưng tăng ở khía cạnh khác thì tôi cũng nghĩ là cần thiết và đấy vẫn là vấn đề tất yếu. Phụ thuộc cái nguồn thu của mình quá nhiều vào tín dụng thì đương nhiên nó luôn luôn tiềm ẩn rủi ro, có thể nợ xấu phát sinh và có thể là cái chu kỳ kinh tế của chúng ta nếu như có gì khó khăn lập tức là hoạt động tín dụng sẽ bị khó khăn. Trong khi đó thì hoạt động dịch vụ thông thường là gắn với nhu cầu thiết yếu của người dân, của doanh nghiệp, kể cả thời kỳ kinh tế khó khăn. Các khách hàng vẫn cần phải có những dịch vụ đó. Cho nên là rõ ràng nó bền vững hơn và ổn định hơn rất nhiều. Hiện các ngân hàng cũng đẩy mạnh phát triển ngân hàng số, tạo thành một hệ sinh thái trong thanh toán và cung cấp thêm nhiều dịch vụ tiện ích cho người sử dụng. Đây cũng nằm trong lộ trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng nhằm tăng gấp đôi tỷ trọng thu từ dịch vụ phi tín dụng vào năm 2020. Các tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của ngành ngân hàng sẽ tăng trưởng trên 19% trong năm nay. Vậy còn các chuyên gia ngân hàng đánh giá như thế nào về triển vọng lợi nhuận của ngành ngân hàng trong 6 tháng cuối năm cũng như bức tranh lợi nhuận cả năm 2018? Phóng viên VTV đã ghi nhận một số ý kiến về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Tôi cho rằng với cái kỳ vọng của nhà đầu tư cũng như là các doanh nghiệp về cái tăng trưởng kinh tế Việt Nam là khởi sắc từ nay đến cuối năm. Do vậy mà cái nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp cũng sẽ gia tăng và đấy là một cơ hội rất tốt cho các ngân hàng sẽ gia tăng cái hoạt động cho vay cũng như là các hoạt động dịch vụ trung gian thanh toán. Vì vậy là cái việc tăng lợi nhuận của ngân hàng từ nay đến cuối năm sẽ có tính khả thi. Về lợi nhuận của năm 2018 thì tôi nghĩ là với cái vấn đề vĩ mô hiện tại, với sự quyết liệt của chính phủ tạo điều kiện cái môi trường cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng sản xuất cũng như là yên tâm trong vấn đề bỏ vốn đầu tư và cũng như là tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho ngành ngân hàng trong vấn đề đầu tư cho vay cũng như phát triển các dịch vụ phi tín dụng thì tôi tin là lợi nhuận của ngân hàng năm 2018 sẽ đạt được các cái kế hoạch mà ngân hàng từng ngân hàng đặt ra cũng như là hệ thống ngân hàng mong muốn đạt được. Thì nếu như mà kinh tế tăng trưởng tốt như cái thời gian 2 năm vừa qua đấy, rồi là cùng với cái sự phát triển của thị trường chứng khoán và cái sự phát triển của khu vực doanh nghiệp đấy, thì chúng ta kỳ vọng rằng là cái tốc độ tăng trưởng tín dụng nó sẽ vẫn đảm bảo duy trì như các năm, tương đương như các năm trước, và cái tốc độ tăng thu dịch vụ thì nó cũng sẽ gia tăng tương tự như vậy. Thì tôi đánh giá là đây là một cái điều kiện rất là tốt trong cái hoạt động, cái sự tiến triển tốt của hoạt động ngân hàng. Về cơ bản tôi thấy rằng là năm nay lợi nhuận hệ thống ngân hàng sẽ tăng trưởng tiếp tục tích cực. Lý do chính như tôi đã phân tích không phải là đến nhiều từ hoạt động tín dụng mà đến nhiều từ cái việc là nợ xấu đã giảm và trích lập dự phòng rủi ro ít hơn. Thứ hai là tăng cái thu dịch vụ qua cái việc đa dạng hóa hoạt động và cũng là theo cái chủ trương chung của chính phủ, của ngân hàng nhà nước. Thế cho nên tự chúng lại thì vẫn có những ngân hàng khó khăn, đặc biệt những ngân hàng yếu kém đang trong cái tiến trình tái cơ cấu mạnh. Tuy nhiên thì những ngân hàng lớn, những ngân hàng niêm yết lành mạnh thì sẽ có kết quả kinh doanh tương đối khả quan trong năm nay. Đến đây chương trình tạp chí ngân hàng xin phép được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.